hai các bạn may quá, bây giờ bên kia họ chưa có khoan đục, thì Tân còn tâm sự được các bạn chút xíu. Thì sắp đến Halloween rồi, các bạn đã có chuẩn bị gì cho những cái buổi lễ hóa trang của mình chưa? Tân đang định hóa trang mình thành một ông thầy Pháp, nhưng mà Tân không biết là may đồ ở đâu. Thì nếu các bạn có ai biết thì chỉ cho Tân để mà Tân có thể may đồ hóa trang, chụp hình cũng như là làm một chút xíu gì đó để mà chọc ghẹo các bạn trong cái ngày Halloween nha. Thì câu chuyện ngày hôm qua thì Tân biết là rất là ghê rợn, và nó có một chút gì đó lắng động lại trong cái câu chuyện ở sân bay Changi. Thì thực sự Tân nói các bạn nghe, ở nơi đâu cũng có ma cỏ hết. Đời người thì rất là vô thường, hôm nay còn ngày mai mất, sức khỏe không ai biết được. Bởi vì cái sức khỏe là vàng, tiền bạc là phụ. Bạn có bao nhiêu tiền mà bạn không có sức khỏe thì cũng vậy thôi. Cho nên là Tân thường xuyên đi bộ và Tân giảm cân, thì Tân ốm đi thì Tân khỏe. Thì các bạn yêu thương Tân, bạn thấy Tân khỏe. Khi mà trời mưa trời gió, trước đây Tân hay sụp sịt, nhưng mà từ khi tập luyện và đặc biệt là ăn theo cái chế độ giảm cân của một chị tên ở bên Mỹ, ở Texas, chị Thúy Nguyễn, thì Tân trở nên là ốm. Và Tân rất là thích và Tân rất là nhớ chị. Vì thời gian qua là tại vì Tân không tiếp xúc điện thoại được nhiều, cho nên là ít tâm sự với chị. Chứ còn ngày xưa là giờ này là Tân tâm sự với chị nhiều lắm. Thì mong chị đừng buồn đó. Thì Tân rất thích tâm linh, và Tân rất là thích đi nghiên cứu tâm linh ở khắp nơi để mình hiểu. Và mình sau này đơn giản thôi là sau này mình biết cách thờ phượng ông bà, tổ tiên của mình cho đúng, để mà cái gia tộc dòng họ của mình nó ngày càng hưng thịnh hơn. Tại sao người Hoa họ có rất nhiều tục lệ, họ rất nhiều hiểu biết để họ thờ cúng, mà người Việt chúng ta thì có người biết người không? Trong khi ông bà cha mẹ hay là những cái bậc vĩ nhân, những đại tướng, những dũng tướng của người Việt cũng không kém gì người Hoa. Thực sự ra rất là nhiều bậc vĩ nhân của người Việt đã tạo lên những cái giai thoại cũng rất là hay trong lịch sử. Chuyện tâm linh cũng có liên quan đến lịch sử, cái dòng lịch sử nó chảy qua mỗi quốc gia, mỗi cuộc đời, mỗi đời người nó đều để lại những câu chuyện hết các bạn. Nhưng các bạn có đến bây giờ cũng nhiều người vô để mà comment là chửi bới, thì những người đó họ không có được comment lên, tại vì YouTube nó có chế độ block những từ ngữ gây phản cảm cho kênh, và họ bảo vệ cái kênh của mình là thứ nhất. Thứ hai là họ không tin vào tâm linh, họ nói nó là những cái chuyện kỳ bí, những chuyện phép thuật đó, ở cái thời đại này làm gì có. Nếu chúng ta lục lại dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy trong lịch sử nước Việt, nhà vua cũng là tên là Lý Công Uẩn, từ nhỏ cũng đã có những hiện tượng tâm linh. Khi ông là được nuôi trong nhà chùa, thì lúc đó đó là cái người sư đã chứng kiến cái sự việc của ông, là đầu tiên trong lịch sử đã có ghi là một người cha nuôi nhờ mang đồ ăn lên chùa. Thì trong quá trình ổng đang đi giữa đường thì ổng dừng lại ổng ăn hết. Thì cái người mà hộ thần đó, ở nơi đó đã báo lại cho vị sư này biết. Và vị sư này đã mắng để mà ông nhức đầu quá. Ông Lý Công Uẩn ổng còn nhỏ xíu à, ổng nhức đầu quá, ổng vô ổng giết trên lưng hộ thần á, là đài đi 3000 dặm. Thì đêm hôm đó ngủ, cái vị sư chủ trì này mới thấy á, là cái vị thần này bước vào mặt rất là buồn, mới nói là đức vua đã đài tôi đi xa rồi. Sáng hôm sau khi ra mới thấy trên lưng hộ thần có chữ đài đi 3000 dặm, kêu hết sư sãi tới chùi mà không được, phải tới nói chuyện với Lý Công Uẩn. Và ông đã bước vào, ông cười, rồi ông lấy tay ông vuốt nhẹ thì dòng chữ đó mất đi. Trong lịch sử đã có ghi hoàn toàn sự việc này, đây là sự việc tâm linh có thật. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng mọi câu chuyện tâm linh, ma quỷ hiện ra hay thần tiên là tầm bậy. Đôi khi trong lịch sử vẫn viết, và trong văn hóa học tập của người Việt cũng phải biết lịch sử về nhà vua Lý Công Uẩn của Việt Nam mình. Không phải đơn giản đâu các bạn, cái gì nó cũng phải có ghi trong sách sử. Nhưng vì chúng ta đã bỏ qua một phần nào đó lịch sử của mình, chúng ta đã không nghe, không thấy và cũng không nhớ, cho nên chúng ta không hiểu tâm linh đến từ đâu và như thế nào. Cho nên các bạn chưa tin, hãy lục lại lịch sử nước Việt đi, các bạn sẽ thấy rất nhiều chuyện kỳ bí xảy ra. Tại sao Lê Lợi lại cho giết mật ong lên lá để kiến nó cắn thành những dòng chữ, thả trôi trên dòng nước để người dân họ nhìn thấy mà họ biết rằng đây là người trời phái xuống để được làm vua?
để người dân trên dưới một lòng đánh giặc. Đó cũng là một cách sử dụng bùa chú mà ngày xưa người ta để lại, nhưng mà sử dụng theo kiểu khoa học thông minh để mà làm cho người dân đồng lòng trên dưới một lòng chống giặc và nước mình được hòa bình, được độc lập. Đó là một trong những gì lịch sử đã có ghi rất rõ ràng, chứ không phải là tự nhiên mà những nhà sử học, những người ghi chép lịch sử họ bịa ra cho vui. Không có, có thì họ mới ghi. Cho nên các bạn nghe tâm linh thì các bạn hãy nhìn về dòng lịch sử, hãy nghĩ về tổ tiên, hãy nghĩ về những người may mắn, những người có gia đình, để chúng ta hiểu những người nào không gia đình, không có tổ tiên dòng họ, họ phải tha phương cầu thực, họ tội như thế nào. Hãy nghe những câu chuyện ma của Tân để giải trí, chứ đừng đặt nặng nó vào trong lòng, chuyện đúng sai, kỳ lạ, khoa học hay là ma mị. Cái vấn đề ở đây là giải trí để hiểu hơn về một thế giới mà chúng ta chưa nhìn tới, để nghe được những câu chuyện mà chúng ta chưa từng nghe, để chúng ta thỏa mãn cái vitamin sợ của chúng ta, nó được thay đổi mùi vị qua từng ngày. Hết nước Việt thì đến nước ngoài, hết nước ngoài đến một cái nước khác, một hết châu lục này đến châu lục khác, họ nhìn nhận như thế nào về tâm linh huyền bí các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã nghe lời tâm sự của Tân ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn chiều nay với câu chuyện quỷ nữ dùng biển bên năng.